các công tố viên ở Paris hôm qua cho biết Pháp đã phát động một cuộc điều tra về vụ máy bay này. Có 4 công dân Pháp trên MH370, bao gồm 3 sinh viên học tại trường Pháp ở Bắc Kinh của Trung Quốc và mẹ của một trong số sinh viên. Vào ngày 8 tháng 3, máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 cất cánh từ Kuala Lumpur, Malaysia tới Bắc Kinh, Trung Quốc, chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã biến mất khỏi màn hình radar dân sự sau hơn một tiếng xuất phát. 17 ngày sau đó, chính phủ Malaysia tuyên bố tin rằng MH370 kết thúc ở phía nam Ấn Độ Dương. Một cuộc tìm kiếm quy mô được triển khai, nhưng cho đến nay đã hơn 2 tháng trôi qua mà chưa có bất cứ một manh mối tiềm năng nào được phát hiện.